Ngoại trưởng John Kerry gặp Hoàng đế Tây Ban Nha tin từ Madrid, Tây Ban Nha. Ngoại trưởng John Kerry gặp Hoàng đế Tây Ban Nha Philip Đệ Lục tại cung điện Zazuala hôm thứ Hai hôm nay. Chuyến thăm Tây Ban Nha của ông Kerry kéo dài 2 ngày và sẽ kết thúc vào chiều thứ Hai hôm nay. Sau đó, ông Kerry sẽ vào tòa Bạch Ốc báo cáo tình hình với Tổng thống Obama trước khi bay sang châu Âu. Đây là chuyến đi thăm Tây Ban Nha đầu tiên của ông Kerry kể từ khi ông thay thế bà Hillary Clinton năm 2013. Vài giờ trước đó, Ngoại trưởng Kerry gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và tổ chức cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia Magalo. Đích thân Hoàng đế Philip Đệ Lục chào đón ông Kerry và mời ông vào bên trong cung điện. Sau đó, giữa Hoàng đế và ông Kerry có một cuộc họp riêng để thảo luận về mối quan hệ song phương và các vấn đề toàn cầu. Tại cuộc họp báo chung, ông Kerry cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với ông rằng phía Israel không có ý định thay đổi hiện trạng tại khu vực nơi xảy ra bạo lực ông sẽ gặp thủ tướng israel để thảo luận về các bước cần thiết cho một tiến trình hòa đàm trong tuần này hoa kỳ và israel có một quan hệ lâu dài và gần gũi hoa kỳ luôn luôn trọng tâm và tôn trọng nền an ninh của israel nhưng hoa kỳ sẽ kêu gọi israel tìm kiếm một con đường phía trước để tránh những đối đầu và mất mát vô nghĩa